chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay em xin chia sẻ một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng Amplifier đa kênh Pioneer. Model của nó là VSA AX1 AV. Với dòng Amplifier này thì nó sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp và nó sẽ cho chúng ta cái cổng kết nối là HDMI 1.2 và anh em có thể chơi nhạc và phim chất lượng cao từ một cái hộp Analog bên ngoài. Nó sẽ đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh xuất sang Amplifier và Amplifier sẽ xử lý âm thanh và hình ảnh sẽ được xuất sang Amplifier TV với cái cổng HDMI out, và ngoài ra nó vẫn cho chúng ta cái cổng kết nối là cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV, và đương nhiên là vẫn cho chúng ta cổng kết nối analog để ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và đối với một Amplifier đa kênh thì bắt buộc chúng ta phải cài đặt và điều chỉnh đúng thì nó mới sẽ phát huy hết tất cả các chất âm cũng như là phần công suất của máy. Và phần phía trước này thì anh em sẽ thấy là một cái cổng USB nha. Với cổng USB này thì nó sẽ chơi luôn nhạc số, nhạc MP3 và nhạc quay luôn nha anh em. Và về phần phía trước của máy thì đây là nút đa năng nha, và đây là nút tắt mở nguồn, và nó sẽ có ba cái nút ở trên, đó là pha, control và vị trí MCACC, đó là vị trí bộ điều chỉnh equalizer. Tiếp theo nữa là listen mode, nó sẽ có rất là nhiều chế độ nghe, và ta sẽ xoay cái nấm chỉnh này để lựa chọn và nhấn nút enter để xác nhận. Phần trên này là các nút có vào nha anh em, nó sẽ có là DVD, TV, DVR, tất rất là nhiều, nó CD, USB, iPod, HDMI. Và đây là cái cổng signal select thì ta sẽ lựa chọn loại tín hiệu đầu vào là cái được số analog hoặc là HDMI. Chế độ là Shutterback, Multi-in. Và đây là nút volume. Và phần phía dưới này thì nó sẽ là cái nút System Setup, Return, Enter. Mà khi mà ta nhấn và nó sẽ xoay cái nút này. Nút lựa chọn là tone. Và chế độ là midnight và lựa chọn là midnight lowness speaker. Đó là các chức năng điều chỉnh ở phía trước máy. Và anh em vẫn có thể nhấn nút cài đặt từ cái nút setup này và sẽ xoay cái nấm chỉnh này để lựa chọn và điều chỉnh, và sau đó thì ta sẽ nhấn enter hoặc là return. Và ngoài ra, đối với cái dòng Pioneer VSA AX1 AV này thì nó phải có điều khiển từ xa thì anh em mới sử dụng được cái cổng USB này nha. Và với cái điều khiển học này, đây là cái điều khiển học từ một cái khiển zin theo máy, và em đã làm được đầy đủ các chức năng cũng như là menu nè, mũi tên qua lại lên xuống. Và nè, đây là ba chế độ nghe, ba nút này, ba chế độ nghe và bốn cái mút màu này. Thì đây là bốn nút màu để lựa chọn chế độ play của USB, rất là tiện lợi để chúng ta sử dụng USB. Đối với cái dòng này nếu không có cái điều khiển từ xa thì sẽ không sử dụng được USB nha anh em. Bởi vì khi mà ta nhấn cái ngõ vào USB này và không có cái lựa chọn để xác nhận để chơi nhạc USB thì nó sẽ không play được nha. Và đây là các nút lựa chọn để play. Và còn các phím còn lại như là 1, 2, 4, 5, 6, đó là các phím thay đổi ngõ vào. Chỉnh bass chép đây, cộng trừ bass, cộng trừ chép, volume, tắt mở xử lý khi được số nè, nhắc tiếng nè, tắt mở nguồn. Cái khiển này chỉnh full chức năng luôn nha. Rồi đầu tiên đó là chỉnh cài đặt nha, là những nút menu. Ta sẽ di chuyển tới một số 5, menu speaker setup, speaker set. Ta lựa chọn loại loa lớn nha, tất cả loa. Rồi lựa chọn loa lớn hết. Subwoofer lựa chọn blast. Rồi lựa chọn xong rồi nhấn nút trở ra. CH lever để cài đặt volume từng cái loa. Enter. Lúc này nó sẽ dò bộ nhớ bên trong máy nha. Rồi ta giảm volume lại để tăng cái volume lên. Cái mũi tên ngang để tăng. Volume để tăng. Các thao tác này thì anh em chỉ cần sử dụng một lần thôi nha. Và đối với cái máy này thì em đã cài đặt sẵn hết nha. Khi mà ta cắm đầy đủ loa thì khi di chuyển tới cái loa nào thì nó sẽ có tiếng động ở loa nha. Âm thanh để test loa. Và như vậy là tất cả đã được tăng lên cộng 10 dB nha. Rồi, lúc này nó sẽ nạp vào bên trong bộ nhớ. Chở ra.
Rồi nhấn lại menu. Menu MCACC. Di chuyển xuống cái mục là Equalizer Adjust nha. Enter. Setting Start. Bắt đầu. Ta vẫn lựa chọn là Enter. Qua lại lên xuống nha. Rồi giảm volume lại. Đây là chỉnh Equalizer. Mũi tên xuống. Đây là tần số 63Hz. Là tần số bass mềm nha. Ta sẽ tăng cái tần số này lên. Maximum nó là cộng 10. 12. 12 decibel thì ta chỉnh tầm khoảng là 10 thôi. Rồi, tần số 125Hz ta cho là 8 nha. Anh em muốn thay đổi những cái thông số này thì chỉ việc vào cái mục này điều chỉnh lại. Rồi, nó đã báo quá biên độ nha. Thì ở cái tần số 63Hz ta cho là 8 thôi. Rồi, mũi tên xuống, tần số 125. 7 nha. Rồi tần số 250 cho cộng bằng 0 thôi. Rồi 1 ký là cộng 2. 2 ký cộng 4. 4 ký 6. Rồi 8 ký là 8. 16 ký cho cộng 10. Nó báo sẽ quá biên độ nha. Nó không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Rồi cái chim này thì ta cho là cộng 0 nha. Rồi tần số 8 ký là 16 ký là ta cho là cộng 10 luôn nha. Rồi, thì ta sẽ nhớ lại những cái tần số nha, để chỉnh cân bằng cho lo còn lại nha. À, lo L nha, là 8 nè. 7, 2, 4, 6, 8, 10 nha anh em. Rồi, lúc này ta sẽ tần số 16 ký là cho cộng 10. Rồi, Enter. Enter. Rồi, rồi R mũi tên xuống. Tám, bảy. Không. Hai. Bốn, sáu, tám. Cái này nó báo quá biên độ thôi nha, nó không ảnh hưởng gì nha, ta vẫn điều chỉnh được nha anh em. Mười. Rồi, tần số chim này rất là quan trọng nha. Nếu như chúng ta cắt cái tần số này thì nó sẽ giảm bass hoặc là giảm chép rất là nhiều. Rồi, ở vị trí không. Rồi như vậy là đã xong cho lo trái và lo phải nha. Những cái lo còn lại thì anh em có thể vào những cái mục này để mà điều chỉnh nha. Rồi center, em thử là center nha. Center nó giảm bass chung. Tăng lên hết nha. Xuất ra R này luôn. Bách chung nó đều giảm hết rồi nha.
Rồi em cho là ở vị trí cân bằng hết nha. Tần số 16k là tần số chép nguyên thủy của nó là đã giảm lại là nhỏ hết nha. Em đã chỉnh cân bằng lại. Nên muốn tăng lên thì chỉ việc vào bên trong cài đặt mà tăng lên nha. Rồi sau khi cài đặt xong thì ta nhấn nút exit để trở ra. Rồi giảm nhỏ volume lại nha. Rồi em sẽ play nhạc với cái ngõ vào HDMI số 1 lấy tín hiệu từ hộp anh ra box bên ngoài, ngõ TV sát đó là cộng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV và CD là cộng analog, và em sẽ test luôn cái cổng USB luôn cho anh em nha. Đây là các vị trí MCACC là vị trí equalizer nha. Các bộ nhớ số 2 chưa cài đặt nha. Và khi nãy là ta đã cài đặt cho bộ nhớ số 1 nha, nên chất âm của nó sẽ rất hay nha anh em. Dở nha. Tắt nha. TV sát cộng quang. Các chế độ âm thanh USB, ba cổng hoạt động ok nha anh em, HDMI, TV, CD. Lúc này thì nó sẽ dò đọc cái USB nha. Và như vậy là ta sẽ không thể nào play được cái nhạc từ USB này nha anh em. Enter cũng không được nha. Bắt buộc là chúng ta phải có cái điều khiển từ xa. Và trên cái điều khiển này thì ta chỉ việc nhấn nút màu xanh này thôi thì nó sẽ bắt đầu phát nha. Đây là nút qua bài. Qua bài. Đây là nút chỉnh bass chép nha. Ba chế độ stereo, các chế độ nghe nha. Chế độ 7 kênh stereo. Và về kết nối phía sau, đây là cổng HDMI in, anh em lấy tín hiệu từ hộp analog đưa vào, out xuất sang TV. Đây là tín hiệu cộng quang TV sát nha. Và cổng analog đây. Rồi, nếu như ta chỉ có một cặp đo thì ta lắp vào vị trí là loa phong nha. Một lo, hai lo, center, surround, circle back. Và như vậy là hoạt động ok hết nha. Và nếu chúng ta để sử dụng làm real thì ở đây nó sẽ có khu vực real đây, loa phong nha. Để làm giải mã DAC, Bühner, VSA, AX1, AV. Điện áp 100V và công suất là 345W nha. Thì trên đây là một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm đi Bühner VSA AX1 AV.
Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.